Vâng thưa quý bạn, những fan hâm mộ bóng đá mình tin rằng đây sẽ là những hình ảnh mà các bạn rất rất quan tâm. Đây là nơi sẽ diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam, sân vận động Sariat. Đây là sân bóng thuộc quyền sở hữu của câu lạc bộ Sariat FC và sẽ là nơi tổ chức cái trận đấu mà mình nghĩ rằng vô cùng đáng chú ý giữa thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo và thầy trò huấn luyện viên Litier. Đấy, thì mình đang có mặt ở đây rồi. Lúc này thì mình đang đến sớm hơn so với cái lịch tác nghiệp của đội tuyển Việt Nam. Hôm nay đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ có buổi tập trên sân tập Sariat. Đấy, và chúng ta sẽ có một khoảng thời gian đến sớm hơn để quan sát. Thì bề ngoài các bạn thấy là đây là một sân tập mà không thực sự hoành tráng so với cái sân bóng Al Maktoum hay là những sân bóng mà đội tuyển Việt Nam chúng ta đã từng thi đấu tại Dubai. Sariat là một cái nơi mà có thể nói là không hào nhoáng, không quá thực sự là nhiều những cái tòa nhà đẹp đẽ, chọc trời. Và sân bóng đây thì cũng như vậy. Bên ngoài các bạn thấy là đây, khi mà các bạn di chuyển của mình thì tất cả mọi thứ vẫn còn đang rất là gọi là không có một cái gì cho thấy rằng sẽ có một trận đấu diễn ra ở đây cả. Đằng sau lưng mình, đằng sau lưng các bạn ấy thì có một cái trận đấu đang diễn ra. Đấy, đó chính là cái trận đấu mà đá của hai cái đội bóng đá giao hữu thôi. Khu vực này cũng sẽ là khu vực mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ tập luyện tại đây. Có một chi tiết mà mình muốn nói cho các bạn biết, đó chính là đội tuyển Trung Quốc không cho phép bất cứ một phóng viên nào đến tác nghiệp trong buổi tập của họ. Đây là một chi tiết rất đặc biệt, cho thấy rằng họ đang tập trung như thế nào, họ đang có thể nói là lo lắng một chút ra làm sao. Rất nhiều những cái điều đáng chú ý khi mà một thông tin đó diễn ra. Rất nhiều điều có thể suy luận ra từ điều đó. Tuy nhiên tất cả chúng ta chỉ là để suy luận thôi. Khác biệt hoàn toàn với Trung Quốc thì đội tuyển Việt Nam chúng ta cho phép các phóng viên Việt Nam chúng ta đến tác nghiệp, dẫu chỉ là 10 hay 15 phút. Rõ ràng đó cũng là một điều mà rất là khác rồi. Khi mà được nói chuyện với cả nhân viên ở đây thì họ cũng rất bất ngờ với thông tin là Việt Nam cho phóng viên tác nghiệp. Đó là một điều mà họ đã tỏ ra ngạc nhiên. Và chúng ta cùng chờ đợi xem là thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo của chúng ta tập luyện như thế nào trong buổi tập đầu tiên tại Sariat. Xin được kính chào các bạn khán giả của Tết Trần TV, các bạn thân mến. Lúc này mình đang có mặt ngay trong chảo lửa, có thể coi là như vậy, Sariat, nơi sẽ diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam. Đây là điều may mắn của phóng viên Việt Nam cũng như cá nhân mình được đến sớm và được quan sát và được review rất là kỹ cái sân bóng như thế này. Chúng ta hãy cùng đi một vòng quanh sân để xem là sự gọi là về mặt hình ảnh, để chúng ta xem là sân bóng này là một sân bóng như thế nào. Đương nhiên sẽ không thể là kỹ càng để mà đi sâu vào các ngõ ngách của sân bóng, nhưng mình tin rằng các bạn sẽ xem ngay sau đây, các bạn sẽ hiểu thêm phần nào đó về sân bóng mà sẽ diễn ra trận đấu vô cùng quan trọng giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam. Anh em này, bọn tôi di chuyển vào qua cái cửa này thì đã đến một cái nơi. Đây là sân vận động rồi. Sân vận động thi đấu đây rồi. Nghe nói là đội tuyển Trung Quốc thì đã thuê cái sân này để tổ chức trận đấu. Đấy, một sân vận động mình thấy là khá là nhỏ. Vào buổi chiều thì có những cái tiếng gọi là tiếng như kiểu tiếng những cái tiếng rất là quen thuộc của những người đạo Hồi các bạn nhé. Đấy, đây là mặt cỏ, chúng ta nhìn từ xa, từ xa thôi, di chuyển lại một chút. Trên kia có hai cầu thủ, không biết có phải cầu thủ Trung Quốc không, một anh chàng người da đen, hai cầu thủ đầu áo số 10. Ok, đây là sân thi đấu của chúng ta. Đây là mặt cỏ các bạn ạ. Sân bóng chúng ta đây không thành, còn chưa có, chưa lắp. Đây là mặt cỏ. Cảm nhận của mình thì mặt cỏ đây là khá đẹp các bạn nhé. Đây là một sân bóng không hề hoành tráng nhưng mặt cỏ khá đẹp, khá tốt. Đây, chúng ta cùng đến với cả cột cờ góc, nơi mà rất nhiều các cầu thủ sẽ có cơ hội đá phạt góc ở đây.
anh em thấy thì thực ra đây là hai cái bức tượng anh em ạ. Đấy, tôi nhìn kỹ thì đây là hai bức bức tượng họ lắp ở đây, trông rất giống người thật đúng không ạ? Đấy, ở khán đài đây thì bạn thấy là không hề to. Sarias FC, ghế màu trắng. Đấy, mình sẽ đi một vòng quanh sân đây, review toàn cảnh sân bóng. Sẽ diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam cho các bạn xem. Đây là khu vực khán đài B. Đấy, ghế màu trắng, mình sẽ đi đúng một vòng để cho các bạn thấy nhá. Đấy, mình vẫn còn nhớ cái trận đấu mà gặp UAE, cũng như là trận đấu gặp Ả Rập Xê Út thì đội tuyển chúng ta đã phải đối mặt với rất nhiều cổ động viên mặc những chiếc áo trắng, và họ đã hát những cái bài hát mà có thể nói là nghe thì rất khó chịu với chúng ta. Họ ca liên tục trong suốt quãng thời gian diễn ra trận đấu. Đấy, các bạn sẽ nghe thấy. Đấy, nghe thấy chưa? Sân bóng thực sự với con mắt của mình quan sát thì thực sự là rất là đẹp đấy. Mặt cỏ khá là êm đẹp. Đó, khá là tuyệt vời luôn. Ở ngay cả bên ngoài này thì cũng là một cái mặt cỏ cũng khá là êm. Nhưng mà đây là những cái miếng cỏ nhân tạo các bạn ạ. Bên trong đây mới là cỏ tự nhiên. Cỏ khá êm các bạn nhá. Đấy, đây là cái đèn. Anh em nghe thấy tiếng này rất là quen thuộc trong mỗi lần chúng ta đối đầu với các đội bóng tại Trung Đông. Cột cờ góc vẫn đang vứt ra ngoài đây. Rồi, sắp hết một vòng rồi anh em ạ. Em thấy như nào? Mình quay cho mọi người nhìn thấy rất là kỹ cái sân vận động này rồi. Đây là khán đài A này. Khả năng là mình khu vực báo chí mình sẽ đang ngồi đấy. Mình đã từng đến cái sân bóng của Al Maktoum, sân bóng tại Ả Rập Xê Út. Thì rõ ràng là đây là một cái sân bóng khá là nhỏ bé và khiêm tốn về cơ sở vật chất cũng như là về không gian, đúng không ạ? Khung thành đấy. Rồi, cái khu vực mà kỹ thuật của hai đội bóng cũng đang được phủ kín bởi những cái tấm bạc, tấm vải. Đấy, và các bạn có thể thấy là đây, khu vực duy nhất có mái che, khán đài A. Đấy, khán đài A. Cái nơi này là nơi mà các cầu thủ của chúng ta sẽ đặt chân vào. Và đây là khu vực kỹ thuật của cả hai đội. Cái khu vực kỹ thuật sẽ thấp xuống để có thể là ban huấn luyện quan sát thi đấu. Rồi, rất là rõ ràng rồi đúng không ạ? Khu vực khán đài VIP, rồi là những cái khu vực liên quan đến các cổ động viên, phòng chức năng, chắc chắn là phòng VAR rất là lắp trên này. Rồi, đó là một cái review rất nhanh về sân bóng sẽ diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video trên kênh Tết Trần TV. Đừng quên bấm like, subscribe
và bấm nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi có clip mới các bạn nhé.